Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 5 Apple Watch nào tốt được ưa chuộng nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là đồng hồ thông minh đáng mua Apple Watch Series 6. Apple Watch Series 6 là mẫu đồng hồ thông minh bán chạy hiện nay trên thị trường. Sản phẩm này có thiết kế vô cùng đẹp mắt với nhiều màu sắc để người dùng có thể thoải mái lựa chọn để phù hợp nhất với sở thích của mình. Các tính năng được tích hợp trên chiếc đồng hồ này đều vô cùng tiên tiến, hiện đại. Điển hình là các tính năng theo dõi sức khỏe, tính năng ECG theo dõi nồng độ oxy trong máu. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị thêm các bài tập thể dục với khả năng điều chỉnh, tùy chọn linh hoạt để thích hợp với sở trường của bản thân. Hiệu suất xử lý của chiếc đồng hồ này so với các phiên bản trước đó được đánh giá là nhanh hơn rất nhiều, màn hình cũng sáng hơn trông thấy. Sở dĩ như vậy, vì Apple Watch Series 6 được trang bị chip S6 thế hệ mới với hiệu suất tăng lên tới 20% cùng với độ sáng tăng 2,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm Series 5. Thời lượng pin của máy cũng rất đáng nể, có thể hoạt động liên tục trong vòng 18 giờ đồng hồ. Đứng ở vị trí số 2 đó chính là smartwatch nên mua Apple Watch Series 5. Apple Watch Series 5, dù là phiên bản cũ của Apple Watch Series 6 nhưng vẫn nằm trong top những mẫu đồng hồ thông minh bán chạy hiện nay của Apple nói riêng và thị trường đồng hồ thông minh nói chung. Máy sở hữu thiết kế đẹp mắt với các chất liệu cao cấp cùng nhiều tính năng tuyệt vời, mang tới sự tiện ích cao trong quá trình sử dụng. Sản phẩm này cũng được trang bị nhiều tiện ích thú vị như các tính năng thể dục, các công cụ sức khỏe cùng nhiều ứng dụng mượt mà. Nhờ vậy mà Apple Watch Series 5 được đánh giá là có thể mang tới cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất, giúp bạn có thể sử dụng chúng một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Mẫu đồng hồ thông minh này sử dụng chipset S5 nên sức mạnh và hiệu năng hoạt động của máy được cải thiện đáng kể so với phiên bản Series 4. Không những vậy, với bộ nhớ 32GB, sản phẩm hứa hẹn có thể phục vụ tốt hơn cho mọi nhu cầu của người sử dụng. Vẻ bề ngoài của sản phẩm cũng được đánh giá cao với vỏ titan cực bền bỉ và sang trọng cùng các chi tiết được trau chuốt một cách tỉ mỉ, tạo nên sự đẳng cấp và tinh tế trong từng đường nét sản phẩm. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là đồng hồ Apple Watch Series 4. Apple Watch Series 4 sở hữu thiết kế viền nhôm bạc với mặt đáy được làm từ gốm ceramic nên có độ bền cao, khả năng thu phát tín hiệu tốt. Sản phẩm được trang bị màn hình làm từ mặt kính sapphire crystal với lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm mạ bạc to cho độ sáng cao nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng. Mẫu đồng hồ thông minh này được trang bị chip lõi kép Apple S464bit nên so với phiên bản Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 có hiệu suất xử lý tác vụ nhanh hơn tới 50%. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được tích hợp nhiều tính năng tiện ích cùng các hiệu ứng màn hình rực rỡ và độc đáo. Cụ thể, chiếc Apple Watch Series 4 này được trang bị thêm khả năng tự động gọi cấp cứu cùng với cảm ứng điện tâm đồ, cho phép người dùng có thể theo dõi cơ thể mình để phát hiện sớm các nguy cơ về bệnh tim mạch. Máy cũng sẽ tự động gọi cấp cứu trong trường hợp chủ sở hữu bị ngã và không thể tự đứng dậy sau 1 phút. Thời lượng pin của chiếc Apple Watch này cũng khá lớn với viên pin 340mAh cho thời gian sử dụng liên tục lên tới 18 giờ đồng hồ. Đứng ở vị trí số 4 đó chính là đồng hồ thông minh chống nước đạt chuẩn 5ATM Apple Watch Series 3. Apple Watch Series 3 cũng nằm trong top những mẫu Apple Watch bán chạy hiện nay. Sản phẩm này được thiết kế nút bấm tiện ích Digital Crown cùng nút nguồn hình bầu dục, cho phép người dùng có thể tắt trên mở nguồn hay nhắn tin, gọi điện thoại một cách tiện lợi, dễ dàng. So với phiên bản tiền nhiệm Apple Watch Series 2 thì chiếc đồng hồ thông minh Series 3 này có khả năng truy cập Wi-Fi nhanh hơn tới 85%. Tất cả là nhờ vào bộ vi xử lý Dual Core S3 2 nhân. Các ứng dụng, các tiện ích trên sản phẩm này cũng được đánh giá cao, hỗ trợ hiệu quả cho người dùng trong quá trình tập thể dục, cũng như giúp người sử dụng có thể theo dõi được đầy đủ các thông tin từ thời điểm xuất phát tới độ dài quãng đường đã chạy. Tính năng bản đồ và định vị của máy cũng rất tốt, chuẩn xác. Không những vậy, Apple Watch Series 3 còn được trang bị thêm khả năng chống nước với độ sâu 5ATM, cho phép người dùng có thể sử dụng đồng hồ ngay cả khi đang bơi trong bể bơi hoặc biển. Sản phẩm cũng được tích hợp thêm trợ lý ảo Siri, hỗ trợ bạn tích cực trong việc kiểm tra và đặt các cuộc hẹn, thiết lập nhắc nhở hay kiểm tra thời tiết. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là Smartwatch chống nước ở độ sâu 1m Apple Watch Series 1. Apple Watch Series 1 là phiên bản đồng hồ thông minh sở hữu viền nhôm cùng dây cao su với màn hình 2.1 inch 340x272 pixels. Không những vậy, màn hình của sản phẩm còn được trang bị thêm lớp kính cường lực Ion X giúp hạn chế tối đa tình trạng chảy xước khi chẳng may va chạm trong quá trình sử dụng. Máy có khả năng chống nước tốt ở độ sâu 1m, cho phép bạn có thể thoải mái sử dụng ngay cả khi đi tắm, rửa mặt, rửa tay. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn được tích hợp thêm các tính năng tiện ích như khả năng đo nhịp tim, bộ đếm giờ tập luyện, giúp bạn có thể dễ dàng kiểm soát được hoạt động thể dục thể thao hàng ngày của mình. Dây đeo của chiếc smartwatch này khá mềm mại, có thể ôm trọn tay người dùng mà không hề gây ra cảm giác khó chịu dù cho bạn có đeo đồng hồ trong một thời gian dài. Và vừa rồi là top 5 Apple Watch nào tốt được ưa chuộng nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc đồng hồ Apple Watch phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.